Theo thống kê của Sở Nội vụ, dự kiến toàn tỉnh có khoảng 400 cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính. Việc sắp xếp giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ công chức dôi dư cũng như vấn đề xác định tâm thái làm việc trong tình hình mới của đội ngũ cán bộ công chức các đơn vị trong diện sắp xếp đang được các địa phương quan tâm. Thành Công là một trong 10 xã, thị trấn của huyện Khoái Châu thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025. Vừa qua, hơn 99% cử tri của xã đồng thuận với chủ trương sắp nhập. Những cán bộ công chức đang làm việc tại xã rất hiểu và đồng tình với chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về việc sắp xếp đơn vị hành chính nhằm tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị, góp phần xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức cán bộ, một số cán bộ đã chấp nhận nghỉ chế độ hưu trí sớm. Những công chức trung tuổi thời gian đóng bảo hiểm xã hội khoảng hơn chục năm cũng thể hiện sự tích cực trong công việc. Tâm lý mọi người là cũng lo lắng công việc như thế nào. Thế nhưng mà vẫn cứ an tâm về sự chủ trương của nhà nước. Khi dồn ghép thì nhà nước cũng phải sắp xếp như nào để cho cán bộ làm việc để cho yên chí và nhiệt tình với công việc. Cơ bản các đồng chí vẫn còn thời gian công tác dài, cho nên là cái tâm tư của anh em ấy là cũng đề nghị là các cấp trên là quan tâm bố trí để anh em tiếp tục tham gia công tác và cống hiến. Thời gian tới, ba địa phương gồm thị trấn Vương, xã Ngô Quyền và xã Dị Chế của huyện Tiên Lữ sẽ sáp nhập thành thị trấn Vương. Dự kiến đơn vị hành chính mới sẽ có 30 công chức dôi dư. Tuy nhiên, thời điểm này, các công chức tại Ủy ban Nhân dân xã Dị Chế luôn làm việc trong không khí khẩn trương, xử lý tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm thái nhận nhiệm vụ ở một đơn vị hành chính lớn với trên 20.000 dân và trên 1.000 đảng viên. Bản thân là biết là cũng có công chức dôi dư, nhưng mà chúng tôi vẫn rất là giữ vững lập trường tư tưởng và sẵn sàng đón nhận cái môi trường làm việc mới. Chúng tôi chỉ đạo cán bộ công chức yên tâm tư tưởng, ngoài ra đảm bảo về quản lý nhà nước như là quản lý thực hiện tốt kế hoạch 93 của tỉnh là không vi phạm và tái phạm luật đất đai. Những công việc của địa phương thì phải thực hiện nghiêm và luôn luôn xác định là hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước để đảm bảo quyền lợi chính đáng của đội ngũ cán bộ dôi dư. Ngày 3 tháng 6 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 29 quy định cụ thể về đối tượng, nguyên tắc, chính sách tinh giản biên chế. Sự chủ động trong công tác tổ chức sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập của các địa phương cùng sự tin tưởng, tận tâm, tận lực, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ công chức sẽ góp phần nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh.